Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài, lực lượng Nga đang có những động thái mới tại vùng Zaporizhia. Theo thông tin từ thống đốc vùng khu vực do Nga bổ nhiệm, Yevgeny Balitsky, quân đội Nga đã tiến sát thành phố Huliapol, còn gọi là Guliapol. Theo đó, Huliapol là thành phố thuộc vùng Zaporizhia, giáp với ranh giới vùng Donetsk ở phía đông. Kể từ khi Nga tái kiểm soát làng chiến lược Robotin vào tháng 5 năm nay, mặt trận vùng Zaporizhia đến nay mới bắt đầu nóng trở lại. Ông Balitsky nói, giao tranh ở vùng Zaporizhia không phải là ưu tiên như cuộc tiến công của các đơn vị chủ lực Nga ở vùng Donetsk. Tuy nhiên, các lực lượng Nga ở vùng Zaporizhia vẫn có các hoạt động đáng kể. Ông Balitsky nhấn mạnh, quân đội Nga hiện đã tiến tới vùng ngoại ô thành phố Huliapol. Trước xung đột, thành phố này có khoảng 13.000 cư dân. Ông Balitsky cảnh báo rằng mối đe dọa lớn nhất đối với các khu vực do Nga kiểm soát ở Zaporizhia đến từ trên không. Ông Balitsky nói rằng đối phương vẫn liên tục pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái UAV cảm tử, gây hư hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng. Đồng thời ông cũng cho biết các lực lượng đang nỗ lực vô hiệu hóa những mối đe dọa này. Vị thống đốc nhấn mạnh thêm, chúng tôi đang loại bỏ các mối đe dọa để người dân địa phương có thể quay về nhà. Các chuyên gia phương Tây nhận định, Nga tấn công đồng thời tại nhiều điểm nóng trên khắp tiền tuyến do nhận thấy Ukraine đã điều chuyển phần lớn lực lượng dự bị tới vùng Kursk. Bằng cách này, Nga vừa có thể gia tăng sức ép vừa khiến Ukraine rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan ở vùng Kursk. Zaporizhia là một trong 4 vùng ở Ukraine được Nga sắp nhập sau cuộc trưng cầu dân Ý vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, Ukraine hiện vẫn đang kiểm soát thủ phủ cùng tên của vùng. Kể từ tháng 3 năm 2023, Nga đặt trung tâm hành chính vùng Zaporizhia ở thành phố Melitopol. Ngày 26 tháng 9, quân đội Ukraine đã ghi nhận dấu hiệu gia tăng tấn công từ phía Nga tại vùng Zaporizhia. Phát ngôn viên cánh quân miền Nam của Ukraine Vladislav Volosin cho biết, trong vài ngày qua, chúng tôi nhận thấy xu hướng giao tranh tăng dọc theo tiền tuyến ở vùng Zaporizhia. Chỉ trong 24 giờ trước đó, Nga đã tổ chức 5 cuộc tấn công trong khu vực với sự tập trung binh lực đáng kể. Ông Volosin cho biết, Nga đã huy động thêm hàng chục xe địa hình từ kho dự trữ của quân khu miền Nam, cho thấy khả năng họ sắp thực hiện một cuộc tấn công mạnh mẽ. Giao tranh ở mặt trận phía Nam đang diễn ra ác liệt, không kém các khu vực khác. Quân đội Nga đã huy động chiến đấu cơ ném bom lượn và pháo binh để hỗ trợ bộ binh trong các cuộc giao tranh. Ông Volosin cho biết thêm, trên mặt đất, đối phương tiến công theo nhóm từ 5 đến 10 người và phân tán để giảm thiểu thương vong. Phát ngôn viên này cũng lưu ý rằng quân đội Nga không thiếu đạn dược ở bất kỳ khu vực nào trên tiền tuyến. Ông Volosin nhấn mạnh, riêng ở mặt trận miền Nam, họ bắn khoảng 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày và sử dụng hơn 350 UAV cảm tử góc nhìn thứ nhất FPV. Điều này cho thấy họ hoàn toàn không thiếu đạn dược. Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine ngày càng căng thẳng, lực lượng Nga đã hoàn thành việc bao vây khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đang đồn trú tại Ukleda. Tất cả các con đường ra vào thành phố hiện đều nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, khiến lực lượng Kiev không còn cơ hội rút lui. Theo kênh Military Summary, lợi dụng màn đêm, nhóm tấn công của Nga được cho là bao gồm một số máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào khu vực Odessa. Lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu sử dụng Su-57 để phóng tên lửa hành trình KH-69, đánh dấu sự gia tăng trong chiến lược tấn công của họ. Trong khi đó, giữa ban ngày, máy bay MiG-31K của Nga đã phóng tên lửa siêu vật âm Kinzhan vào một căn cứ không quân của Ukraine gần Starokostyantynev ở vùng Khmelnytsky. Các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy các cuộc tấn công bằng Kinzhan đã phá hủy một số máy bay F-16 của Ukraine. Trong suốt ngày 26 tháng 9, không quân Nga đã thực hiện nhiều cuộc không kích lớn với sự gia tăng đáng kể từ Kherson đến Kursk. Tình hình ở Toretsk vẫn còn mơ hồ. Mặc dù quân đội Nga đã tiến vào trung tâm thành phố, nhưng dường như họ vẫn chưa thể thiết lập một tuyến đầu rõ ràng. Tại Kursk, cả hai bên đang tập hợp lực lượng cho thấy một đợt tạm dừng hoạt động có thể đã bắt đầu. Ở Ukleda, tình hình trở nên căng thẳng với khả năng cao quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với tổn thất nếu rút lui. Nga cũng đã tiến về phía bắc Nikolaevka, kiểm soát một số vị trí cách Minohorod 2,2 km. Tình hình ở Krasnaya, Krutia và Nikolaevka vẫn chưa rõ ràng với khả năng cả ba ngôi làng đều dưới sự kiểm soát của Nga hoặc bị bao vây bởi lực lượng Ukraine. Theo kênh Redovka, Nga đã có cú đột phá vào Kurakhov sau khi kiểm soát một cứ điểm của lực lượng Kiev gần Selidovskaya IK-82. Họ chỉ còn 2 km nữa là tiến vào thành phố, nhưng cuộc tấn công sẽ không đơn giản do khu vực này được củng cố hơn nhiều so với các khu vực trước đó. Do đó, quân đội Nga có thể sẽ phải tìm kiếm con đường khác để tiếp tục tấn công. Nhìn vào bản đồ các hoạt động quân sự xung quanh Kurakhov, có thể nhận thấy một kế hoạch rõ ràng từ phía quân đội Nga. Một vạc dầu lớn đang hình thành quanh một vùng lãnh thổ rộng lớn với thành phố nằm ở trung tâm.
Vòng cung phía Bắc đang được thiết lập tại Tershukurino và sẽ đi qua Gorniak và Novoselidovka, trong khi vòng cung phía Nam sẽ được hoàn thiện sau khi Nga kiểm soát Ugleda, nơi lực lượng Kiev đã tổ chức rút lui dù gặp nhiều khó khăn. Tại Kursk, kênh Rima cho biết tình hình vẫn căng thẳng với các trận chiến diễn ra ở nhiều khu vực. Các đơn vị Ukraine đang tấn công vào khu vực Veseloye thuộc cận Gruskovo, trong khi tại khu vực lân cận Novi Pad có dấu hiệu cho thấy lực lượng Kiev đang tăng cường chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo vào Gruskovo. Ở quận Koranovo, không quân Nga đang hoạt động tích cực. Mặc dù không có sự thay đổi nào về các vùng kiểm soát, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị Ukraine đã cố gắng phản công tại khu vực Lyubimovka nhưng không thành công. Ngược lại, Kiev tuyên bố đã giành được thành công gần Ohovka, tuy nhiên thông tin này chưa được xác thực bằng các hình ảnh kiểm soát khách quan. Cùng lúc tại quận Sudza, lực lượng Ukraine đang tái triển khai đến khu vực gần Plekhovo, nơi các trận chiến vẫn đang diễn ra ở các khu vực rừng phía đông gần Boki. Không có cuộc tấn công nào hoặc sự thay đổi trong các khu vực kiểm soát được ghi nhận, trong khi quân đội Nga tiếp tục áp chế pháo binh của đối phương trong khu vực lân cận của vùng Sumy. Kênh Rima đưa tin, lực lượng Moscow đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, với các cuộc tấn công diễn ra tại các vùng Ivano-Frankivsk, Odessa và Mykolaiv. Đặc biệt, đây là lần thứ ba trong tuần này Nga tập kích nhà máy của công ty Motoshik tại Zaporizhia. Tại hướng Bakhmut, lực lượng Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật của họ ở ngoại ô phía tây Kalinivka. Ở khu vực Donetsk, quân đội Nga đã củng cố vị trí tại ngoại ô phía bắc Hinik gần trường số 17. Về phía nam Donetsk, các mũi tấn công của Nga đã hoàn thành việc bao vây khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine tại Ugleda, với tất cả các con đường ra vào thành phố hiện đã bị kiểm soát, khiến lực lượng Kiev không còn cơ hội rút lui. Tại Zaporizhia, lực lượng Moscow đã kiểm soát một cứ điểm của đối phương ở phía bắc Nestoryanki trong một trận chiến ác liệt. Theo báo cáo tối 26 tháng 9 từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đã có 181 cuộc đụng độ diễn ra trên chiến trường. Tình hình vẫn căng thẳng tại hướng Pokrov, trong khi đối phương tiếp tục hoạt động mạnh mẽ tại Kurakhov. Báo cáo nêu rõ, Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine bằng 6 tên lửa cùng với 57 cuộc không kích, thả 66 quả bom KAB. Họ cũng sử dụng 729 UAV và thực hiện hơn 3.800 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định rằng lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại Kharkov, Kupiansk, Liman, Chervyak, Kramatorsk, Torezh, Vremovsky, Orekhov và Dnipro. Lực lượng phòng vệ Ukraine cũng tiếp tục hoạt động tại khu vực Kursk, trong khi không quân Nga tiếp tục không kích với tổng cộng 12 trận, sử dụng 14 quả bom KAB. Tại các hướng Pokrov và Kurakhov, Nga đã lần lượt thực hiện 39 và 34 cuộc tấn công. Không quân Ukraine đã phát đi thông báo về mối đe dọa tấn công bằng UAV ở miền nam Ukraine. Cụ thể, vào tối 26 tháng 9, lực lượng Nga đã phóng UAV tấn công từ hướng nam, dẫn đến việc ban bố báo động lúc 22:57 tại Kherson và Nikolaev. Tiếp đó, từ 23:06 đến 23:53, UAV Nga tiếp tục được ghi nhận hoạt động ở các khu vực Dnipro, Petrov, Odessa, Kherson và Mykolaiv. Vào lúc 05:05 ngày 27 tháng 9, mối đe dọa từ UAV tấn công đã xuất hiện tại vùng Dnipro, Petrov, buộc phòng không Ukraine phải kích hoạt các biện pháp bảo vệ. Từ 06:36 đến 02:27, không quân Ukraine đã cập nhật tình hình bay của UAV ở Odessa và khu vực ven biển Đen cho thấy tình hình an ninh vẫn đang diễn biến phức tạp. Ngày 26 tháng 9, tờ New York Times đưa tin rằng các cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo rằng Moscow có thể trả đũa trực tiếp những người ủng hộ phương Tây của Kiev nếu họ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào bên trong nước Nga. Theo đánh giá của các nhà phân tích tình báo, ngay cả khi Ukraine được phép tự do sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp, điều này cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến cuộc xung đột do số lượng tên lửa hạn chế. Hơn nữa, sau các cuộc tấn công ban đầu, Nga có khả năng sẽ di rời các chức năng quan trọng ra khỏi tầm bắn, khiến Kiev khó đạt được bất kỳ mục tiêu quân sự nào. Bên cạnh đó, quyết định như vậy sẽ là một canh bạc có rủi ro cao vì nó có thể dẫn đến các cuộc tấn công gây hủy hoại các tài sản quân sự của Mỹ trên toàn thế giới. Theo đánh giá, các phản ứng tiềm tàng của Nga có thể bao gồm từ các hành động gia tăng đốt phá và phá hoại nhắm vào các cơ sở ở châu Âu, cho đến các cuộc tấn công có khả năng gây tử vong vào các căn cứ quân sự của Mỹ và châu Âu. Các quan chức Mỹ được cho là tin rằng nếu Moscow quyết định trả đũa, họ có khả năng sẽ thực hiện bí mật thay vì thông qua các cuộc tấn công công khai để giảm nguy cơ xảy ra xung đột rộng lớn hơn. Mỹ cùng các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine 3 loại hệ thống tên lửa tầm xa, bao gồm ATACMS do Mỹ sản xuất, Storm Shadow của Anh và tên lửa SCALP của Pháp. Kiev đã sử dụng các tên lửa này để nhắm vào Crimea cũng như những khu vực khác đã bị sáp nhập vào Nga. Trong bối cảnh này, Ukraine đã kêu gọi Mỹ và các đồng minh dỡ bỏ mọi hạn chế liên quan đến việc sử dụng vũ khí tầm xa nhằm tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Các nước phương Tây viện dẫn những hạn chế này như một cách để khẳng định rằng họ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, mặc dù vẫn cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin lập luận rằng động thái như vậy sẽ trực tiếp khiến Mỹ và NATO tham gia vào cuộc xung đột công khai chống lại Moscow vì Kiev dựa vào việc nhận được tọa độ mục tiêu cho vũ khí chính xác từ quân đội Mỹ.